Dạ, đầu tiên thì trước mắt là em đã phải rất là tự tin, em phải tin vào bản thân em trước đã. Thứ hai là lên đây em cảm thấy rất là vui vì mình có thể cùng với các anh chị, cùng với các anh chị mà đẹp như vậy, tài năng như vậy đi cùng đi thi. Rồi em đã chuẩn bị những gì để mà đến buổi thi ngày hôm nay? Dạ, em đã tự, đầu tiên là em đã tự coi lại bản thân xem có những gì cần thiếu sót để em có thể tự trau dồi cho bản thân mình. Em hãy kể về hành trình sáng nay của em không? Tức là sáng nay em dậy sớm như thế nào? Dạ, sáng nay thì 5 giờ em đã dậy, 5 giờ để dậy để phải make up sớm để đi đến đây. Rồi, cho anh cái là khi mà em nhìn thấy cái đối thủ của mình đó trong thi thì em có cảm nhận gì về các bạn và em nghĩ là bản thân mình có những gì nổi bật so với các bạn? Dạ, đầu tiên thì em thấy mấy bạn ở trong cuộc thi rất là đẹp, ai cũng đẹp, ai cũng dễ thương hết. Và em cảm thấy là mình có thế mạnh về chiều cao, chiều cao là nhiều nhất, và em nghĩ là mỗi người sẽ có một cái điểm mạnh riêng sẽ dễ để thoát ra trong cuộc thi này. Thì anh thấy em có một cái nguồn năng lượng rất là mãnh liệt, rất là thu hút người khác, thì em nghĩ đó em có nghĩ đó là một thế mạnh của em không? Dạ em nghĩ là có, bởi vì nếu mà em có nhiều năng lượng thì mọi người xung quanh của em cũng sẽ có nhiều năng lượng. Ngoài ra thì anh có thấy em giống, tức là có bao giờ em được nhận xét là giống với một diễn viên khác hay là một người nổi tiếng không? Dạ, trước đây thì em có từng có nghe qua là em giống rất là nhiều mấy anh chị nổi tiếng, thì bản thân em thấy đó là một cái niềm vui, là bởi vì em đã có tố chất của người, em giống người ta nghĩa là em đã có một cái gì đó nổi bật hơn. Wow, có tố chất người nổi tiếng. Dạ. Vậy thì em có lo sợ là khi mà mình lên truyền thông này mọi người sẽ nói mình là một bản sao người khác không? Dạ không ạ, tại vì em biết là em sẽ có thế mạnh về cái gì và em sẽ cố gắng phát huy nó tốt nhất có thể để em không nhầm lẫn bất cứ ai cả. Có ai nói em giống là diễn viên Thanh Tú không? Dạ, chưa hả? Chưa. Ok rồi, cảm ơn em. Chúc em may mắn trong cuộc thi nha. Dạ vâng.